Chào mọi người, đây là bài tập thứ hai nằm trong chuỗi bài tập yoga đơn giản dành cho người mới. Bài này mình sẽ hướng dẫn một chuỗi các động tác yoga ngắn thích hợp cho bạn tập vào buổi sáng sớm, giúp bạn đánh thức lại năng lượng và khởi đầu ngày mới thật bình yên. Để bắt đầu, bạn ngồi thẳng lưng lên, một chân gác lên đùi, hai tay bạn đặt lên đầu gối, nhắm mắt, thẳng lưng và thả lỏng khuôn mặt ra. Hít sâu bằng mũi rồi thở dài ra bằng mũi. Hai vai bạn mềm ra, da trên khuôn mặt thả lỏng ra. Dừng ở đây, hít thở một chút. Hít vào, vươn hai tay lên cao, giãn dài cột sống, chắp hai tay và nhẹ nhàng hạ xuống trước lồng ngực. Lặp lại. Hít vào, vươn tay lên, rướn dài người lên. Thở ra, chắp tay hạ xuống trước lồng ngực. Nhịp cuối cùng, hít vào, vươn dài hai tay và thở ra, hạ nhẹ xuống. Bạn hít vào, vươn hai tay của bạn lên cao, kích hoạt các ngón tay, xòe và chỉ thẳng tay lên trời. Thở ra, hạ bàn tay phải xuống thảm, nghiêng và rướn người qua bên phải. Đổi bên, hít vào vươn lên, thở ra nghiêng qua trái. Hít vào vươn lên, thở ra nghiêng phải. Một nhịp nữa, hít vươn lên và thở ra nghiêng trái. Hít vào, vươn dài hai tay lên trời. Thở ra, bàn tay phải đặt lên đầu gối bên trái. Tay trái chống ra sau, xoắn và mở căng lồng ngực về phía sau. Xoay mặt về trước, hít vào vươn hai tay lên. Thở ra, xoắn ngược qua bên ngược lại. Tay trái đặt lên đầu gối bên phải, tay phải chống ra sau. Mỗi nhịp thở ra, mở căng lưng ra sau, mở vai ra. Hít vào vươn lên, thở ra xoắn người qua bên phải, tay phải đặt lên đầu gối, tay trái mở ra sau, các đầu ngón tay chống xuống sàn, vai mở ra. Hít vào vươn hai tay và thở ra xoắn qua bên kia. Hít, vươn dài hai tay lên trời, thở ra hạ hai tay xuống đầu gối, chống hai tay về phía đầu thảm, lùi hai đầu gối ra sau, chống hai đầu gối xuống sàn, đầu gối thẳng hàng với hông, tay thẳng hàng với vai. Mình tập một chuỗi khát khao, hít vào, hạ thắt lưng, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra cuộn tròn lưng, kéo cằm vào lồng ngực, đẩy thẳng tay. Hít vào, hạ eo, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra cuộn tròn lưng, đẩy thẳng tay, cằm kéo vào lồng ngực. Một nhịp nữa, hít, hạ eo, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, cuộn lưng, đẩy cao thắt lưng lên, kéo cằm vào lồng ngực. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Và thở ra, cuộn tròn lưng, chống thẳng tay. Nhẹ nhàng ngẩng mặt nhìn về trước, bám hai tay lên đầu thảm, chống các đầu ngón chân, nâng đầu gối và đẩy thẳng lưng ra sau, động tác nào đó. Xòe rộng các ngón tay bám dưới thảm, khuỵu nhẹ đầu gối phải rạp lưng ra sau, khuỵu nhẹ đầu gối trái để căng lưng ra sau. Lặp lại nhịp nữa, khuỵu gối phải, thẳng gối, rồi khuỵu gối trái. Thẳng hai đầu gối ra, giãn dài người nhìn về phía trước, từ từ đi chân lên đầu thảm, rạp dài người xuống, thở dài ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra rạp xuống, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng vai và cuộn từ từ từng đốt sống. Lật người, đứng thẳng lên, mở vai và đứng lên đầu thảm. Mình bắt đầu chuỗi chào mặt trời. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên trời. Thở ra rạp dài về trước, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song mặt đất. Thở ra rạp xuống sàn, bước chân phải ra sau, mũi chân phải chống xuống sàn, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn thẳng về trước. Hít vươn hai tay, giãn dài người. Thở ra rạp hai tay xuống sàn,
nhọn đầu chân sau, nâng đầu gối, bước chân trước ra sau, động tác đau đó. Vươn về trước, lanh phồng. Thở ra, rạp dài người xuống sàn. Hít vào, mở lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên, động tác rảnh hổ mang cobra. Nhọn mũi chân để dài ra sau, đau đó trở lại. Đá chân phải lên trời, bước chân phải lên giữa hai tay, nhìn về trước, hạ đầu gối sau. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, nâng đầu gối sau, bước chân trước ra sau, đẩy lưng cao lên, đau đó. Vươn dài về trước, lanh phồng. Hạ đầu gối, bụng ngực cầm dưới sàn. Uốn lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên, động tác rảnh hổ mang, cobra. Và nhón mũi chân, đẩy ra sau, đau đó trở lại. Đổi chân, đá cao chân trái lên trời. Bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về phía trước, hạ đầu gối sau. Hít vào, vươn hai tay, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn. Nhón mũi chân sau, bước chân trước ra sau, đau đó. Vươn dài người về trước, plank pose. Hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, mở căng lồng ngực, động tác cobra. Nhón mũi chân, đẩy thẳng ra sau, đau đó. Đá chân phải cao lên trời. Bước chân phải lên giữa hai tay, nhìn về trước, hạ đầu gối sau, hít vào, vươn hai tay thẳng lên trời. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, bước chân trước ra sau, động tác chó úp mặt. Vươn người về trước, tư thế plank pose. Đổ đầu gối, bụng ngực cầm dưới sàn, ép chặt thân sau, mở lồng ngực nhìn lên, cobra. Nhón mũi chân sau, đẩy mông cao lên trời, đau đó. Bám chặt tay, lắc nhẹ hông qua phải qua trái, thả lỏng phần lưng ra. Khuỵu nhẹ đầu gối phải, rạp người ra sau. Khuỵu nhẹ đầu gối trái, rạp người ra sau. Và đẩy căng người trong động tác đau đó. Rồi nhẹ nhàng hạ hai đầu gối, lùi mông ra sau, hạ trán xuống sàn trong tư thế em bé. Từ tư thế em bé, bạn vươn hết hai tay của bạn qua bên phải, nằm rạp lên đầu gối bên phải, và cảm giác đùn bên trái của bạn giãn căng ra. Và nhẹ nhàng quay về giữa tư thế em bé trở lại, rồi vươn hai tay qua đầu gối bên trái, nằm rạp người xuống đầu gối bên trái. Cảm giác lườn bên phải của bạn kéo căng ra. Và từ từ trở lại tư thế em bé. Nhẹ nhàng kéo tay về đầu gối, cuộn từng đốt sống lên. Từ từ mở lưng và ngồi thẳng lưng lên. Ngồi thẳng lưng, hai tay bạn đặt lên bắp đùi, quỳ chỏ mở ra, hít vào mũi rồi thở dài ra. Nhẹ nhàng chắp hai tay về trước lồng ngực, xoa nóng hai lòng bàn tay lên, rồi dùng hai lòng bàn tay úp lên hốc mắt, thư giãn hốc mắt và chân mày. Hít sâu, nhẹ nhàng mở mắt, hạ tay, chắp hai tay về trước lồng ngực. Namaste, cảm ơn bạn và chúc bạn một ngày làm việc vui.